Mã Lai Pun là một trong những thôn xa xôi, khó khăn nhất của xã Hưởng Phùng. Những năm qua, với sự giúp sức đồng hành của những cán bộ chiến sĩ đội sản xuất 6 đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Mã Lai Pun đã và đang có nhiều đổi thay. Người dân ở đây yên tâm bám đất bám làng, xây dựng cuộc sống mới. Gia đình anh Hồ Văn Sen là một trong hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Mã Lai Pun được đội sản xuất 6 nhận đỡ đầu. Là gia đình trẻ, song hộ anh Sen là hộ nghèo do chưa tiếp cận được cách làm ăn, phát triển kinh tế. Nắm bắt tình hình, đội sản xuất 6 đã nhận đỡ đầu bằng cách hỗ trợ và hướng dẫn gia đình anh Sen phát triển kinh tế từ nuôi lợn, gà, ngan và trồng rau sạch. Từ không biết bắt đầu ở đâu, làm kinh tế như thế nào cho hiệu quả. Đến nay, sau gần một năm, hai vợ chồng anh Sen đã xây dựng được mô hình kinh tế khá hiệu quả, mua được xe máy, con cái được đến trường, học chữ đều đặn. Khó khăn để nhờ các anh bộ đội giúp đỡ, các anh cho xây chuồng để nuôi heo, nuôi ngan, gà, xây dựng vườn rau, rồi chỉ cho cách làm ăn đem lại thu nhập ổn định. Cuộc sống của gia đình bây giờ đã ổn định nhiều. 2021 buôn trồng chiếc xe. Thôn Mã Lai Pun được sáp nhập từ thôn Tân Pun và thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng, là một trong những địa phương xa xôi khó khăn của xã Hướng Phùng. Toàn thôn hiện có 186 hộ, trong đó 95 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân trước đây chủ yếu làm kinh tế từ trồng cà phê, nuôi trâu bò theo hình thức chăn thả. Qua một thời gian, với sự giúp đỡ và hỗ trợ của đội sản xuất 6, đến nay thôn Mã Lai Pun đã có rất nhiều mô hình sản xuất mới như trồng rừng tràm, khoai sọ, sắn, dưa hấu, rau sạch, chăn nuôi trâu bò vỗ béo, nuôi cá nước ngọt, nuôi gia cầm số lượng lớn. Đời sống của người dân ở đây dần được nâng lên và số hộ nghèo giảm. Đơn vị sẽ tiếp tục là hướng dẫn bà con là chăm sóc cây trồng vật nuôi, phát huy những cái dự án mà đã được đầu tư. Thứ hai là phát huy cái lợi thế của cái thổ nhưỡng ở đây và khí hậu thời tiết để mình thực hiện trồng cây gì và nuôi con gì. Đặc biệt bên cạnh đó là phải phòng chống dịch bệnh. Song song với hỗ trợ làm kinh tế, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đội sản xuất 6 đoàn kinh tế quốc phòng 337 còn làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục cầm tay chỉ việc, hỗ trợ, giúp bà con từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin, gắn bó của nhân dân với bộ đội Cụ Hồ.